Chiều qua, Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Văn phòng trong 6 tháng đầu năm 2024. Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy hiện có 61 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Trong 6 tháng đầu năm 2024, với khối lượng công việc tăng nhiều do phải tập trung tham mưu, đề xuất phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy, Đảng ủy Văn phòng đã lãnh đạo đảng viên của đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Văn phòng và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, bám sát các quy định của đảng, nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tập trung tham mưu và phục vụ ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực. Bí thư Đảng ủy Chánh Văn phòng tỉnh ủy Viên Hồng Tiến đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Văn phòng tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt việc lãnh đạo đơn vị, tham mưu cho tỉnh ủy triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tiếp tục tham mưu tỉnh ủy chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm. Đồng thời, tham mưu tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 22 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi. Trong số những vụ án, vụ việc này có những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.